Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả Năng Ô Tô. Hiện tại em đang có mặt tại đường 1A, quốc lộ 1A đấy ạ. Hiện đang ở thuộc địa phận của Nghi Sơn đúng không nhỉ? Nghi Sơn, Quảng Sương xong đến Nghi Sơn. Nghi Sơn xong đến Tĩnh Gia. Đấy, như vậy là còn 20 km nữa, tầm khuôn 15-20 km nữa thì Khả Năng Ô Tô cùng với Phúc Thái Ô Tô Cũ sẽ chạm cửa nhà của anh chị cửa hàng gì nhỉ? Kim Khí Minh Văn. Đấy, anh chị có đặt mua một chiếc Toyota Vios đời 2018 mà hôm qua em mới lên sóng đấy. Anh bảo ship xe vào đây luôn cho anh em ơi, xe đẹp không phải xem. Thế là em lên đường em phóng vào luôn. Tiện thì cũng đáng nhẽ đi một người thôi, nhưng mà hôm nay anh ấy nét quá, em muốn vào nhà chơi với anh lúc mà trong cái mùa dịch bệnh này. Đấy, đang ở Nghi Sơn rồi. Mọi người muốn mua xe bên em thì trong cái mùa dịch mọi người không muốn đi thì có thể tin tưởng Khả Năng Ô Tô đặt cọc cho bên em. Em vẫn có thể mang xe trực tiếp hoặc là nhờ anh em nha, mang đến tận nhà cho mọi người để mọi người đi lại trong cái mùa dịch cho nó dễ dàng hơn. Okay. Anh em nào người Nghi Xuân thì nhìn thấy cái đường này rất quen thuộc không ạ? Rất là quen thuộc luôn. Thì trên con xe mới bắt hôm qua đấy, mới lên sóng hôm qua, Vios 2018. Xe màu vàng cát rất là đẹp, tự nhiên không hoàn đục, xe đẹp, nét căng, không taxi. Xe của anh chị làm nhà thầu xây dựng ngoài phòng, mua chính tên chính chủ luôn. Nên lúc mua xong anh chị còn rướm nước mắt chia tay cái xe. Nhưng mà khổ lỗi anh chị về, anh chị mua con xe rộng hơn, đẹp hơn, liên quan đến công việc hơn. Ví dụ con Ford Ranger cơ, có bán tải, có thùng. Thì mỗi người mỗi việc thôi. Nếu mọi người mà chọn mua gia đình thì xe gia đình hoặc là xe dịch vụ thì mọi người có thể chọn mua Vios cũng được nhé. Con xe đời cao như này thì không cần phải xem xe. Bên em có cam kết bằng văn bản cho bà con có bác anh chị đến xem xe trực tiếp, cũng như là em đánh xe đến tận nhà cho mọi người đây. Có cam kết bằng văn bản, sai đâu chịu đấy các bác nhé. Đặt cọc tiền, nếu sai trả lại tiền, còn đúng thì hỗ trợ tiền đi lại nếu mọi người không thích. Đấy, rất là dễ thôi. Hôm nay em mang tận xe đến nhà anh chị trong đường xá rất là xa. So sánh đo km trên Google Maps thì nó báo đến tầm 250 cây cơ. Xa kinh khủng. Mà vẫn còn đang đi. Đấy, đang ở Thọ Xuân này nhỉ. Thọ Xuân, Nghi Sơn, Thọ Xuân. Mà chưa ăn cơm thì quán xá đóng hết, mãi mới tìm được quán cơm để ăn. Rất may là anh rất là nét, gọi điện phát và anh đang ở nhà chờ đây. Các chú đến thì alo cho anh. Được, xe đẹp như này bọn em tự tin mà. Thì mọi người muốn mua xe gì hay là muốn loại xe nào thì có thể liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Zalo, Facebook em đều số này. Anh em nào mà quan tâm đến Khả Năng thì biết rồi, em làm cái trên YouTube cũng được khá lâu rồi, mọi người cũng ủng hộ rất là đông. Anh em nào mới xem làm ơn cho một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh mới để cho em hoàn thiện hơn và gửi đến mọi người nhiều video hơn, nhiều chiếc xe đẹp hơn. Cái xe thì bây giờ nó thật là ngày xưa đấy, mọi người mình đi xe đạp thì cứ nghĩ là thôi bao giờ mua xe máy, bao giờ mà mua được xe máy, bây giờ có xe máy rồi mình đã nghĩ bao giờ mua được ô tô. Thực ra nó không xa đâu nhé. Có thể mọi người nghĩ thôi, nhưng mà như ngày trước em đấy, luôn luôn nghĩ là mình mua con xe máy Everlade các kiểu đi, cuối cùng là đi toàn ô tô không. Nên là sau này nó cũng thông dụng rồi, nên mọi người có thể mua cho mình một cái đi. Trước khi đó thì em khuyên mọi người cũng là tập làm quen với một chiếc xe của chính chủ của mình, vài chục triệu cũng được. Bên em có xe vài chục triệu đến vài trăm triệu đấy, mọi người tha hồ lựa chọn. Mọi người có tiền thì mua về tập lái đi lại, xong thì mọi người bán lại cho bên em vẫn nhập lại bình thường nhé. Biết đi một chút, chứ còn đi xe mượn thì thực sự rất là ngại. Nhiều anh chị em có bằng lâu rồi đấy nhưng mà không dám mượn xe người khác để đi, vì cái tránh trường hợp là mượn xe nó hay không quen xe đấy, rất là nguy hiểm, có thể là anh em gây tai nạn hoặc là ngại với lại người chủ xe, hay đôi khi nó bị va quẹt xước sát ấy, ngại. Nên là mình cứ sắm cho mình con xe đi cho nó an tâm và nó nâng cao cái tay lái đi, đến lúc mình mua xe của mình thì nó sẽ bền hơn, đẹp hơn, nó không bị va quẹt linh tinh. Đấy, chém gió thôi, chứ thực ra cái hôm nay thì nếu mà em đi như này thì đến lúc mà nó tối mất này, không quay lên sóng cho mọi người được chiếc xe nào cả, thì em xin phép được quay một cái video review về cái con đường 1A đi qua thành phố Thanh Hóa, xong đi vào đến Nghi Sơn, Như Xuân này, gần đến thị xã Hoàng Mai, mà gần đến Nghệ An luôn. Tính ra chắc là giáp Nghệ An rồi, giáp Hoàng Mai Nghệ An luôn. Không có gì thay đổi, tầm chục cây nữa này, năm cây nữa là đến nhà anh chị rồi, 5 km nữa là đến nhà anh chị luôn. Và giao xe cho anh chị, em xin tí là xin phép là quay video một đoạn để giao xe tận nhà cho anh chị để mọi người biết nhé. Em bán 415 triệu luôn, đấy, bao vận chuyển cho anh chị luôn.
đẹp, xe đẹp lắm, zin hết từ đầu đến chân. Không taxi dịch vụ, có trang bị đầy đủ hết này. Màn hình cam nồi cam hành trình. Hiện tại thì em có một con Accent đời 2018 biển quê Thanh Hóa nhà mình đây. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu Hyundai Accent, nó phân khúc ngang tầm với con xe này. Và nó động cơ 1.4 nó cũng tiết kiệm nhiên liệu, có khi còn tốt hơn con này một chút chút. Đấy, mọi người có thể nghiên cứu lấy chiếc Hyundai Accent màu đen. Hoặc là xe bên em nhiều lắm. Ui, từ các đời từ 2007, 2004, 2007 đến 2016, 2018 đều có Vios hết. Nên mọi người cứ đến xem xe này, liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô một chút. Trước khi đi thì alo trước thì em đến sẽ cho mọi người xem, tư vấn cho mọi người cái dòng xe nào cho nó hợp lý nhá. Đây là ngã tư gì? Ngã tư Quang Trung, Hải Hòa. Cây quay mấy cái con đường quen thuộc này, mọi người còn muốn tivi nên tivi thì anh em đứng hết ở ngoài đường này em quay. Chào nhau cái. Hải An Hotel này, Agribank này, ở như Xuân này có gì nhỉ? Bến En à? Bến En là đâu nhỉ? Đấy phải Như Xuân đâu. Không phải Như Xuân à?